Người bệnh tiểu đường sớm muộn cũng bị biến chứng nếu như không dừng ngay 5 thói quen tai hại này. Chào mừng quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị thân mến, bệnh tiểu đường thì đang ngày càng gia tăng nhanh chóng và theo thống kê thì chỉ riêng nước ta đã có hơn 3 triệu người mắc bệnh. Nguyên nhân mắc bệnh ở mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là người bệnh đã ít nhất mắc phải một số những sai lầm hay những thói quen trong sinh hoạt và sinh ra căn bệnh này. Hoặc đã mắc bệnh mà vẫn còn giữ những thói quen xấu này thì sớm muộn cũng bị biến chứng. Và đó là những thói quen nào thì trong video ngày hôm nay. Ở phần thứ nhất, trước hết chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của sư thầy Thích Đàm Lan của chùa Tam Đa đã bị bệnh tiểu đường và giờ đã loại bỏ được chứng bệnh đi tiểu đêm, cơ thể khỏe mạnh hẳn lên và luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống nhờ hữu duyên biết được điều này. Ở phần thứ hai thì đó là 5 thói quen mà bệnh tiểu đường nhất định phải biết nếu không muốn xảy ra biến chứng. Đó là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại là sát thủ thầm lặng khiến cho bệnh sẽ ngày càng nặng hơn, hoặc đó chính là nguyên nhân dẫn đến những biến chứng sớm hơn với những người bệnh nếu không được loại bỏ. Chỉ cần dừng ngay 5 thói quen này thì sức khỏe của các bác hay người thân của các bác đã hoàn toàn thay đổi vượt bậc. Và bản thân những người mắc bệnh tiểu đường thì đã giảm đi đáng kể tỷ lệ nguy cơ biến chứng. Và cuối cùng là phần thứ 3, chương trình sẽ giới thiệu đến quý cô bác và các anh chị 10 loại quả cực tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Đây là những loại quả rất quen thuộc, dân dã và lại dễ mua nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm tìm kiếm và sử dụng. Đây là những nội dung và những thông tin hết sức quan trọng. Chính vì vậy, quý cô bác và các anh chị hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết toàn bộ chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy chia sẻ rộng rãi video này để những người mắc bệnh tiểu đường sẽ cùng biết và cùng học hỏi thêm nhiều những thông tin hữu ích nhất. Và nếu như quý cô bác có bất cứ ý kiến hay câu hỏi thắc mắc gì cần hỗ trợ giải đáp thì vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ sớm nhất. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Con chào thầy Thích Đàm Lan. Vâng, thầy ơi cho con hỏi là thầy có cái cơ duyên nào mà thầy biết đến Tâm Hồng Phúc và thầy uống sản phẩm Tâm Hồng Phúc ạ? Tôi là mở mạng, chẳng có mở mạng ra. Thằng bé con nó mở mạng để xem. Dạ. Tôi thường thường là cứ xem những cái cụ tiểu đường đấy. Dạ. Thì là rất... Tôi mới thấy thì bảo là chuyên thống bệnh tiểu đường. Dạ. Mà của bác sĩ đấy. Dạ. Thì là tôi mới bảo cháu là thế chứ con gọi điện lên để con mua cho thầy cứ múc 3 hộp. Dạ. 3 hộp được 1 tháng. Dạ. Nhưng mà tôi uống thì trước mà uống thuốc Tây ấy, dạ, thì nó khát nước nhiều. Dạ. Xong rồi thì là lại mệt. Dạ. Thế nhưng mà bây giờ từ hôm mà tôi uống ra cái này này, dạ, thì người thì nó khỏe. Dạ. Tức là trước đi giải là đêm phải ăn 4 lần. Dạ. Thế nhưng mà uống vào thì có đêm chỉ đi 1 lần. Đi đúng 1 lần thôi. Hợp đấy ạ. Thế là tôi hợp mà thì tôi xong được cái thì tôi đi ra ngoài thì ai bảo sao trông cái da thì đẹp thế. Dạ. Da thì đẹp thật. Dạ. Thế tôi bảo thế ạ. Thế thì để ý để thấy thế tôi chỉ muốn cái thôi nhưng mà thực sự là chưa được ạ. Dạ. Chưa làm chưa nói với ai mà thì chỉ có cái bác này là bác là thân thích nhất đấy. Dạ. Nó tiến trong hòa bình đấy. Dạ. Thì bác cái thân thích nhất thì tôi bảo là bác cái thầy đưa cho bác cái sách này để bác về bác đọc. Bác đọc đi đã xong rồi bác ăn đi mà tính là nó rẻ mà. Dạ. Tiền thuốc chỉ hết có nếu như 1.800.000 mà chia ra 3 tháng thì có mấy trăm thôi. Dạ. Mà bác bảo con uống thuốc Tây coi như thế nào đều đặn như thế mà không có được làm hòa bình kiểm tra mà vẫn lên đường như vậy thì nó lại vậy lên. À. Thế thì thầy bảo thôi thấy bây giờ cái này này. Dạ. Bác nghe thầy là uống cái này nó cũng chẳng có độc hại gì. Dạ. Bác cứ lấy cái thuốc mà có thể bác uống thử. Dạ. Bác uống thử xong thì chỉ nhất là bác cũng không có tiền bây giờ là phụ tụi con. Dạ. Thầy bảo là thôi bác muốn đi thì thầy gọi. Dạ. Thế thầy gọi cho bác đấy. À. Gọi cho bác cô thì bảo là gửi lên là trắng hôm nay này. Dạ. Nhưng mà nó là bằng ngày nghỉ. Dạ. Thì không được. Dạ. Thế thì tôi bác cầm cái thuốc của thầy không có mang. Dạ. Bác muốn đi xong rồi mai mới kêu các cô gửi về thì thầy đi. Dạ. Cái gì tâm của thầy nó cũng muốn đi ra đây rồi. Dạ. Tâm nó muốn đi ra đây là đại này. Thầy biết cái chỗ các cô xem thế nào đấy là thầy. Dạ. Vâng. Ngày mai mới đi cơ nhưng mà con mẹ cháu này nó đi làm việc heo thì nó mới bận. Dạ. Thế bạn thôi hôm nay mới kéo. Thế là thầy đi xe máy xuống đây ạ? À? Hai thầy cháu đi xe máy. Là bao nhiêu cây số đấy thầy? Chẳng biết nó đi bao nhiêu. Gần 30 cây. Ủa, thầy vất vả quá. Chắc chỉ đi ra đây là đi bảo cô nó thử cái xương khớp. Dạ. Thì sang năm nay thì thầy bị đau. Dạ. Thế thì cũng là cô nào tư vấn đấy bảo là thầy chú ngày 2 viên lúc này tốt lắm. Dạ. Thế thì tôi bảo đi. Dạ. Dạ.
thì đỡ. Dạ vâng. Ăn thì ăn được không? Dạ vâng, thế tốt quá. Vâng, thế con cảm ơn thầy, thầy Phước Tiên chỉ uống. Vâng. Thì của bên con là thực sự ra là cũng rất là nhiều người uống mà cũng đã là chia sẻ là rất là tốt. Và thực sự ra đây thì thầy uống thì khoảng 3 tháng nhé. Vâng. Thì thầy đi kiểm tra cho con cái chỉ số HbA1c. Vâng. Cái HbA1c của mình như thế nào thì thầy báo lại để bên con hỗ trợ thầy tiếp. Vâng thầy nhé. Đấy, tôi phải đến gặp đây này. Nhưng mà cái bước ban đầu là mình thấy là cũng đã rất là ổn. Đã thấy hợp rồi, vùng gan sâu đó. Dạ. Nó không như những trước. Mà ăn thì chắc là cái gan của thầy không hấp thụ. Dạ. Cho nên là trước ăn nó không ngon nhưng bây giờ ăn nó cũng được. Nhưng mà đường kiểm tra. Nhưng mà thầy đo chỉ số đường ở đầu ngón tay thì đường nó có bị tăng không? Ôi giời ơi, năm tôi đã bảo không kiểm tra, cứ uống hết thuốc 3 tháng đã rồi mới kiểm tra. Thực ra thì thầy có thể kiểm tra ở đầu ngón tay ấy. Đấy. Lát nữa con sẽ trước người ta tặng dụng máy nhưng mà thương nhiều lắm, cả tay thử đúng rồi. Nhưng mà thầy khoảng độ 10 năm này thử một lần. Thầy thử cho con ở ngay cái đầu trên này thì nó không bị nát ngón tay. Đây nhá, ở cái vị trí đầu tiếp này. Đấy. Thì 10 đến 15 ngày thì thử một lần thôi. Đấy. Chứ nếu mà nhiều khi mình thấy là như thế nhưng mà mình không thử, mình không kiểm tra thì cô không biết. Sau đây là 5 thói quen gây hại cho bệnh tiểu đường. Thói quen đầu tiên đó là bỏ bữa sáng. Nhiều người sợ hãi khi bị bệnh tiểu đường nên ngày càng ăn uống kiêng khem quá mức, thậm chí là bỏ luôn bữa sáng. Bữa sáng rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn sau một giấc ngủ dài và khởi động lại quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu ăn quá ít hoặc bỏ bữa sáng thì chúng ta sẽ dễ bị ăn quá mức vào bữa trưa hoặc bữa tối. Vì vậy, đây là thói quen đầu tiên mà người bệnh tiểu đường phải loại bỏ ngay lập tức. Tiếp theo là thói quen thứ hai, ăn mặn. Nêm nếm nhiều gia vị cho món ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn là thói quen của rất nhiều người. Và khi món ăn càng thơm ngon, đậm vị thì lại kích thích người ăn có xu hướng ăn nhiều hơn. Ăn mặn thì không chỉ gây hại cho gan, hại thận mà còn rất nguy hiểm cho những người cao huyết áp. Đối với riêng những người mắc bệnh tiểu đường thì cũng cần phải loại bỏ ngay lập tức thói quen này. Hãy ăn thật nhạt, bỏ ngay lập tức mì chính, hạt nêm, nước mắm công nghiệp, tương ớt, đường, v.v. ra khỏi quy trình nấu nướng hàng ngày của bạn. Chỉ cần sử dụng gia vị đơn giản nhất đó là muối và tốt nhất là nêm ít cho vừa miệng chứ không nên nêm quá nhiều. Muối tốt nhất đó chính là muối hầm trong thực dưỡng Osawa đã đề cập. Đây là loại muối biển được nung bằng nồi đất, vị mặn chát, thơm ngon, rất dương. Muối này thì có nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Muối hầm thì làm dương hóa thực phẩm và thay thế muối tinh luyện, tránh kích thích thái quá lên tim và thận. Nhiều quý cô bác ở đây có thắc mắc đến chương trình đó là mua muối ở đâu, thì chương trình cũng chia sẻ một số trang bán cho quý vị dễ mua ở phần bình luận. Còn nếu quý cô bác mà không biết mua thì có thể nên nhờ con cái hay người thân mua giúp. Tiếp theo đó là thói quen xấu thứ 3, suy nghĩ tiêu cực. Nhiều bệnh nhân có tâm lý vô cùng lo âu, căng thẳng khiến xuất hiện nhiều những bức bối trong lòng, khiến cơ thể luôn khó chịu, bực tức mà không hiểu tại sao. Thậm chí nhiều người vì quá tiêu cực mà ảnh hưởng đến vợ chồng, con cái và ngay cả chính bản thân sức khỏe của bản thân. Hãy dừng ngay lập tức những suy nghĩ tiêu cực bằng cách nếu có mâu thuẫn thì hãy giải quyết thật rõ ràng. Nếu buồn trong lòng, hãy tâm sự với vợ, chồng hoặc các con. Nếu cảm thấy cô đơn thì hãy tham gia vào những câu lạc bộ, hội nhóm để tạo dựng một môi trường vui vẻ. Đừng quên dành thời gian cho bản thân như đi du lịch, ra ngoài thư giãn, nghe nhạc, xem những bộ phim tích cực hoặc ngồi thiền thì cũng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp cho thân, tâm, trí được nghỉ ngơi và thoải mái. Thói quen xấu thứ 4, thức khuya. Nhiều người thì có thói quen thường xuyên thức khuya. Đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những tác hại của thức khuya tới cơ thể và làn da như thế nào. Thức khuya gây đau đầu và suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, rối loạn nội tiết, gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, làm giảm thị lực, nổi mụn và rất nhiều những ảnh hưởng xấu đi kèm. Đặc biệt, người bệnh tiểu đường lại càng phải ngủ sớm. Hãy tắt hết đèn và các thiết bị như điện thoại di động. Không nên để đèn gì, kể cả đèn ngủ. Nếu cần thiết, có thể để sẵn một chiếc đèn pin ngay cạnh đầu giường nếu cần sử dụng. Vì ánh sáng của đèn sẽ khiến chúng ta khó ngủ hơn. Hàng ngày thì quý cô bác lên đặt một khung giờ ngủ nhất định để tạo cho bản thân một thói quen. Và khung giờ ngủ tốt nhất chính là từ 8 cho đến 10 giờ tối. Nếu người tiểu đường bị mất ngủ thì hãy sử dụng trà tâm sen hoặc nhụy hoa nghệ tây về để sử dụng và cải thiện giấc ngủ cực kỳ tốt. Thói quen xấu thứ 5, uống rượu bia.
chắc hẳn là không ai không biết rượu bia rất có hại, nhưng vì hậu quả chưa đến ngay nên nhiều người còn chủ quan và coi thường. Trong quá trình tư vấn cho nhiều bệnh nhân thì chương trình có tâm sự với một bác. Bác có sở thích ăn nhậu và rượu chè thường xuyên. Và bác cho rằng là cuộc sống mà không hưởng thụ thì quả là lãng phí. Cho đến một ngày thì bác bị tai biến và khi mà đưa vào viện thì bác đã phát hiện ra bệnh tiểu đường kèm men gan cao. Và chỉ số lúc ấy thì đã lên tận 19 phẩy, rất là cao. Và bác sĩ kết luận là bác đã mắc bệnh tiểu đường type 2. Đó là một trong những ví dụ rất thật về rất nhiều trường hợp do rượu bia gây ra. Dù muốn hay là không thì chúng ta vẫn cần phải loại bỏ thói quen này nếu như quý cô bác muốn bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn biến chứng. Nếu thời gian đầu chưa bỏ được ngay thì hãy bỏ từ từ, từng bước một. Ví dụ, ngày 2 chén thì các bác giảm xuống 1 chén, rồi giảm cách ngày uống 1 lần và cuối cùng là 2 ngày uống 1 lần, rồi uống 1 tuần thì uống 1 lần thôi. Điều đó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình cai rượu của quý bệnh nhân. Vừa rồi thì chương trình đã trình bày 5 thói quen chết người mà bệnh tiểu đường phải loại bỏ ngay nếu không muốn xảy ra biến chứng, cũng như là đưa ra những cái giải pháp tốt để cho quý vị có những phương hướng loại bỏ và thay đổi từ từ những thói quen này. Phần tiếp theo, chương trình xin giới thiệu đến quý vị 15 loại quả cực tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hoa quả thì có chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Chất xơ trong hoa quả thì thúc đẩy cảm giác no, kiềm chế cơn thèm ăn vặt không lành mạnh. Người bị bệnh tiểu đường thì nên ăn hoa quả có chỉ số đường huyết tối đa là ở mức 69 và càng thấp thì càng tốt. Trước khi ăn, hãy nhớ kỹ những nguyên tắc sau đây. Nên ăn trước bữa ăn, trong bữa ăn hoặc ăn sau bữa ăn ít nhất 2 giờ đồng hồ. Không nên ăn ngay sau khi ăn cơm xong sẽ gây hại dạ dày và gây tăng đường huyết. Không ép trái cây lấy nước vì sẽ loại bỏ hết chất xơ có lợi. Không ăn trái cây đã sấy khô hay các loại mứt, ô mai, hoa quả. Ăn trái cây thì dù tốt nhưng nên ăn ở mức vừa phải. Không thay thế hoàn toàn bữa ăn chính bằng trái cây vì sẽ gây thiếu chất. Lựa chọn các loại hoa quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua các loại quả Trung Quốc thường hay bị tẩm hóa chất độc hại. Sau đây chúng ta cùng đến với danh sách 15 loại quả cực tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Loại quả thứ nhất đó là bưởi. Bưởi thì có chứa đến 91% là nước, rất giàu vitamin C và có chỉ số đường huyết là 25, có lượng chất xơ hòa tan rất cao. Bưởi thì cũng chứa một hợp chất có vị đắng tự nhiên, giúp làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin. Chỉ cần ăn khoảng nửa quả bưởi mỗi ngày là có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Loại quả thứ hai đó là cam. Cam thì không chỉ là một lựa chọn ưu tiên khi mắc bệnh tiểu đường mà còn mang lại tác dụng tích cực cho nhiều căn bệnh khác. Với đặc tính giàu chất xơ, ít đường, nhiều vitamin C và B1 thì cam có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Một quả cam có đến 87% là nước, chỉ số đường huyết cũng khá thấp, ở mức 44. Và ngoài ra thì cam còn hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý. Ăn một quả cam mỗi ngày là thói quen tốt mà mọi người nên thực hiện và duy trì. Loại quả thứ ba, ổi. Ổi không chỉ là một loại hoa quả thông thường mà nó còn có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Trong ổi có chứa một lượng vitamin C dồi dào, rất tốt cho cơ thể. Đồng thời, các chất có trong ổi thì giúp chữa bệnh tiểu đường rất hữu hiệu. Nên đừng bỏ qua loại quả này quý vị nhé. Thứ tư đó là quả thanh long. Thanh long thì có chỉ số đường huyết thấp. Quả thanh long cũng cho rất ít năng lượng. Trong 100g thì chỉ có khoảng 40 cho đến 60 calo, nhưng mà lại có khá nhiều khoáng chất và vitamin. Vì vậy mà loại quả này thì rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Thứ năm là quả táo. Táo không chỉ có chỉ số đường huyết ở mức thấp là 38 mà còn giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa. Ngoài ra thì táo cũng có chứa chất pectin là một loại chất giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và làm giảm nhu cầu insulin ở bệnh nhân tiểu đường khoảng 35%. Thứ 6 đó là quả lê. Lê thì có 84% là hàm lượng nước trong một quả và rất nhiều chất xơ, vitamin giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Lê thì được tin là cực kỳ có lợi đối với bệnh nhân tiểu đường vì chúng giúp tăng độ nhạy insulin trong cơ thể và có mức đường huyết thấp là 38. Bệnh tiểu đường thì có thể ăn một nửa quả lê mỗi bữa để giảm bớt cơn thèm ngọt mà không gây hại. Thứ 7 là mận hậu. Bên cạnh đặc tính ít calo thì mận cũng là một loại quả có chỉ số đường huyết rất thấp, ở mức 24.
nhờ vào nguồn chất xơ phong phú khiến cho mận trở thành một loại trái cây lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường và cả tim mạch. Ngoài ra thì mận còn hỗ trợ chữa táo bón cho nhiều bệnh nhân và giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Thứ 8 đó là quả bơ. Các chất béo và kali lành mạnh trong quả bơ thì rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Bơ cũng giúp làm giảm chất béo trung tính, triglycerides và mức cholesterol xấu trong cơ thể. Đặc biệt hơn, 15 là chỉ số đường huyết có trong một quả bơ, rất thấp và rất an toàn. Thứ 9 đó là quả đào. Quả đào là một gợi ý rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Đào thì có chỉ số đường huyết là 28, khá thấp nhưng hàm lượng chất xơ lại khá cao. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa và vitamin có trong quả đào thì thực sự tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Thứ 10 đó là quả lựu. Lựu là một lựa chọn rất tốt. Sử dụng loại quả này thì sẽ có lợi cho bệnh nhân tiểu đường bởi vì nó giúp điều hòa lượng đường trong máu. Lựu cũng có chỉ số đường huyết thấp là 18. Nên ăn nửa hoặc một quả nhỏ mỗi lần ăn. Nhìn chung thì bệnh tiểu đường ăn quả gì là tốt thì còn tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ vừa phải và dưới sự giám sát của các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Hãy tham khảo các bác sĩ để lựa chọn loại quả tốt nhất cho bản thân mình quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tâm sự của sư thầy Thích Đàm Lam đã vượt qua được căn bệnh tiểu đường nhờ hữu duyên biết đứng được điều này. Bên cạnh đó là 5 cái thói quen mà người bệnh nhất định phải loại bỏ ngay lập tức để tránh được những biến chứng nguy hiểm và có một sức khỏe tốt nhất và ổn định nhất. Và cuối cùng đó là 10 loại quả mà chương trình đã giới thiệu đến quý vị thì quý vị có thể lựa chọn để bổ sung trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt nhất. Hy vọng rằng video ngày hôm nay đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích nhất để có thể phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn quý cô bác và các anh chị đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.